Chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị, cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ đến ngân hàng để thế chấp vay vốn lại bị trả về bởi sổ đỏ không có giá trị giao dịch, hoặc là đã tẩy sửa, hoặc diện tích đất quá nhỏ. Câu chuyện giờ khóc giờ cười này đang là nỗi bức xúc và cả lo lắng của các hộ dân xã ven biển huyện Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là mảnh đất của gia đình ông Trần Tư, diện tích 136 m², được cấp để tái định cư sau cơn bão lịch sử năm 1985 và cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vào năm 1994. Thế nhưng, trên sổ đỏ đã có dấu tẩy xóa và chỉnh sửa này, diện tích chỉ là 8 m². Việc tẩy sửa chính xác ra từ khi nào, ông Tư cũng không rõ, nhưng cũng chừng 20 năm trước. Và cũng chỉ được gia đình phát hiện mới đây khi cầm sổ đỏ lên ngân hàng để thế chấp vay vốn tái sản xuất sau sự cố môi trường biển. Hồ hạc, tôm cua chết hết, mà cuối cùng đi vay thì giờ ngân hàng lại không 8 m xuống được vay. Đất quá hẹp, không thể vay được. Từ 8 m đất thì mấy đủ cả cái, chưa đủ cái mồ, cái hòm nữa. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại thôn Thanh Mỹ có 21 trường hợp sổ đỏ bị tẩy xóa, sửa chữa tương tự như ông Tư. Không biết đang mà nhận được cấp cái tê một tầm mấy mét đó mà chưa đang chưa không có mường mà chưa đi mà đâu không biết. Theo đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Vang, việc tẩy xóa, sửa chữa rồi đóng dấu chứng thực vào vị trí chỉnh lý trong sổ đỏ của người dân Phú Diên đã hơn 20 năm trước là do Phòng Nông nghiệp huyện thời đó thực hiện. Theo ghi nhận, sau khi tẩy sửa, diện tích đất của bà con bị hao hụt rất lớn, từ hơn 100 m² chỉ còn vài mét vuông. Đến tại thời điểm này thì cái việc tẩy xóa như thế là không đúng, đây là sự sai sót về mặt nhận thức. Tại thời điểm năm 1994 thì chúng tôi tiến hành để ra soát lại tất cả các thủ tục và đồng thời hướng dẫn bà con lập lại thủ tục để cấp đổi giấy chứng nhận quyền đất theo đúng quy định. Theo đó, diện tích đất cấp lại được thực hiện dựa trên hiện trạng đất của người dân đang ở. Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã hoàn thành thủ tục cấp lại 5 trường hợp. Các hộ còn lại chưa hoặc chậm giải quyết là do liên quan đến vấn đề thừa kế, mua bán chuyển nhượng hoặc đi làm ăn xa.